Rồi, xin chào quý chị và các bạn, trở lại với chuyên nào của em thì hôm nay bên em về chuẩn bị bàn giao chiếc Forerunner Wildtrak bản màu xám rồi nhé. Đây, quay trực tiếp màu thực tế ngoài nắng cho anh chị. Cái màu này thì theo cá nhân em thấy thì nó sẽ hợp hơn màu đen, đẹp hơn màu đen và nó đồng bộ những cái chi tiết nhựa và chi tiết trang trí thể thao, nó chuẩn và nó hợp lý hơn. Đây, bản Wildtrak này thì hiện tại bên em đang bán là 965 triệu và thực tế ra biển ngoài khách ở tỉnh địa phương nó sẽ dao động vào khoảng gần 1 tỷ mốt nữa anh chị nhé, anh chị lưu giúp em. Hiện nay thì nó có thêm một màu mới, màu cam giống như trên Everest ấy, thì mình có thể tham khảo các đại lý. Chủ yếu thì nó không giống như Everest là thời điểm tới nó xe rất là sẵn, Wildtrak Ranger thì toàn bộ xe khá nhiều. Mình chủ yếu là xem là mình hợp màu, lấy màu gì thôi, kế hoạch như nào để bên em chủ động sắp xếp lấy xe cho anh chị ha. Đó, giá bán thực tế thì mình vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline đang được kèm trên mình giúp em nhé. Cái bản này thì vẫn được trợ lực. Đây. Thật ra cũng nhiều bác review rồi, nên em cũng chỉ quay nhanh thôi. 965 triệu bản hai cầu. Làm sao mà lấy xe sớm nhất và chuẩn nhất thì mình liên hệ nhá. Nhiều bác cứ bảo không đặt mà chờ xe sẵn. Ok, cái bản Ranger này nó vẫn có cái khả năng làm được như vậy. Chỉ có Everest thì bây giờ gần như là mình bắt buộc phải chờ thôi, rất là khó để có xe sẵn mà lấy ngay. Giá thì thời điểm này thì nó không khuyến mại đâu, toàn bộ đầu Ford sẽ không khuyến mại. Sắp tới thì xe này về khá nhiều, anh chị yên tâm đi, có thể khoảng 1-2 tháng nữa chúng ta sẽ bán nguyên giá hoặc có thể giảm giá chẳng hạn. Tất nhiên là với anh chị đang có nhu cầu lấy ngay thì mình cứ alo trực tiếp giúp em nhé. Rồi, với khách hàng lần đầu tìm hiểu xe thì phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất và được trang bị theo thiết kế của mẫu F150 chung nền tảng với Everest mà chúng ta đã được quảng cáo khá nhiều rồi. Đèn full LED chữ C. Đèn này thì nó là đèn Matrix ấy. Radar cảm biến cam 360. Mình yên tâm nhé, xe thì toàn bộ tính năng an toàn thì rất đầy đủ, 6 cảm biến phía trước, full xe phè luôn, camera lùi, cảm biến va chạm, cảnh báo điểm mù, trong hệ thống an toàn thì lúc nào Ford số 1 rồi, với phiên bản cao cấp nhất thì các bác yên tâm. Xe này thì bọn em trang bị là thảm 6D nhé, xe mới, chuẩn bị bàn giao khách hàng. Đây, vô lăng thì vẫn đầy đủ phanh khoảng cách này, lim này, cruise control này, adaptive. Đấy, hai cầu gài cầu, phanh tay. Cần số mặc dù là bản cao cấp nhưng mà cần số vẫn dùng cần số tay như thời điểm trước nhá, chỉ có màn hình là giống Ever thôi. Cần số điện tử ở trên Ever bản hai cầu thì chắc là trang bị trên lắp to. Bên thật sự là cũng chưa biết lắp to thì sẽ thay đổi như nào, bên này cũng chưa thông tin nhé. Các bác đợi thêm một chút. Rồi, cơ bản thì nó dùng chung nền tảng với Ford Everest. Các bác được quảng cáo rất là nhiều rồi. Bên em thì xin phép là nếu mà review chi tiết thì sẽ ở trong cái video sau. Đây, hàng ghế thứ hai chúng ta cũng có cửa gió điều hòa nhé, có thêm cổng sạc. So với bản trước là xịn hơn khá là nhiều. Kích lốp các thứ thì vẫn ở sau hàng ghế thứ hai nhé. Cái bản này thì thời điểm này bên em đang có sẵn ra sao vào khoảng tháng 10, tháng 11. Giá bán từng tháng thì có thể nó khác nhau, nên mình vui lòng hệ trực tiếp có hotline đang đính kèm cho mình giúp em nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.